Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tín Dũng thân ái kính chào tất cả quý vị. Kính chúc cho quý vị có buổi tối thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, và buổi tối ngày hôm nay, Tín Dũng xin được mạn phép đọc tiếp tục Sấm Giảng Thi Văn quyển 3 của Đức Thầy. Phần 2. Nam mô A Di Đà. Giáo khuyên khắp hết đâu đâu, bớt điều mị dối mới hầu thấy ta. Đừng theo lũ quỷ lũ ma, cũng kiêng nó mà nó phải ăn quen. Chết rồi cũng bớt cốc khen, trong đợn lễ nhạc tế sen ít gì. Đàn nhu thầy lễ cũng kỳ, mắc phải chuyện gì phú phục bình hưng. Lại thêm đợn địch từng từng, đem con heo sống mà dưng làm gì. Chủ gia kẻ lại người quỳ, làm chuyện gì kỳ giả dối hay không? Nếu không thì trả lời không, bằng mà có dối thì hồng sửa đi. Thương đời ta luôn sầu bi, học nhỏ cứ mãi làm thi ngạo đời. Rung đùi ngắm chuyện trên trời, tình duyên cá nước dậy thời dỗ con. Thấy đời ta cũng héo dồn, học nhỏ mà chẳng làm tròn nghĩa nhân. Khoe mình chẳng có hơn, nhờ làm thuốc bắt đỡ cơn túng nghèo. Hiền nhân chẳng chịu làm theo, đời ai có bệnh túng nghèo chẳng tha. Hốt thời cách bảy cách ba, nó đòi năm cắt người ta hoàng hồn. Lành bay còn ác lại tồn, đến chừng lập hội xác hồn lìa xa. Mấy anh thầy thuốc lang xa, cũng là mổ mặt người ta lấy tiền. Xin trong anh chị đừng phiền, đồng bạc đồng tiền là thứ phi âm. Muốn sao giữa được các lần, hãy nên trao sữa hiền nhân mới là. Những người quê dốt thật thà, cũng nên tu niệm nhờ mà thân sao. Lập đời mới biết thấp cao,
bây giờ chưa biết ai thao ai chi. Đời xưa có ngũ duyên kỳ, đem tài học thuốc hiến thì cho dân. Người xưa còn chẳng cần thân, miễn cho trong nước chúng dân được nhờ. Để tâm yên lặng như tờ, nghĩ suy lời lẽ tỏ mờ thế nào. Luận xem thế sự thấp cao, khuyên dân hãy bớt làm màu hiếu nhi. Bớt bỏ rình rang một khi, nếu cha mẹ chết làm ý lời này. Là lời truyền giáo của thầy, bóng qua chầu Phật hiệp dày đi chôn. Còn mình muốn đại làng thôn, thì là tùy ý đáp ngôn cho người. Gặm trong thế sự nực cười, chẳng lo cải sửa cho người tâm ngay. Mình làm chữ hiếu mới hay, chớ mướn người ngoài cầu nguyện khó siêu. Muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. Một liên cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hạnh tâm rài từ bi. Ai ai hãy ráng mà suy, đời ta tỏ chuyện đi rõ ràng. Làm tùng trà rượu sên xoan, rồi thì chửi lộn mà án nổi gì. Dương trần làm chuyện dị kỳ, tạo nhiều cảnh giả chân thì chẳng theo. Có tiền chớ có bỏ theo, chết rồi tế lễ bò heo làm gì. Nếu ai biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn. Không làm để ở lung lăng, chửi cha mắng mẹ lăng xăng thiếu gì. Ở cho biết nhượng biết tùy, vui lòng cha mẹ vậy thì mới ngoan. Đạo là vốn thiệt cái đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Thôi thôi bớt miệng hùng anh, ở nơi cửa khẩu thiệt rành tiếng ni. Chưng bài quân tử làm chi, của đồ hổ bịch vậy thì xưng hô. Lũ
đạn lũ đếm hồ đồ, anh hùng quân tử xưng hô rền trời. Gặp ai đối khác cười chơi, chớ không ra sức giúp đời điều chi. Hộ mình là bậc tu mi, chưa trọn bổn phận mà tí tôn mình. Kể từ thượng lộ đăng trình, vào nam ra bắc mặt tình bốn phía. Khuyên răng trần thế một khi, tuồng đời sắp hạ bằng ni rõ ràng. Dương gian làm quyền nói càng, cùng sớm cuối làng đâu cũng như đâu. Họ reo dục trong nhiều câu, sai đồng khiển quỷ nói lâu nực cười. Ta khuyên hết thảy các người, nhiều chuyện trò cười hãy bỏ bớt đi. Đừng hò đừng reo làm chi, nghìn ngang kêu múa có khi hại mình. Nghe không thì cũng mặc tình, nói cho rõ rệt văn tin không là. Quan âm Nam Hải Phổ Đà, cùng thầy ra lệnh nên ta giáo truyền. Thánh thần không phải thiếu tiền, mà kêu mà reo xuống miền chẳng sai. Nam mô Quan Âm Như Lai, cầu xin chư Phật cứu nay dưỡng trần. Khuyên đừng chửi thanh mắng thằng, xưa nay thứ lỗi dưỡng trần chẳng kiên. Lượng thằng ghi chép liên miên, nào tội nào phước dưới miệng trần gian. Tâu qua thượng đế Ngọc Hoàng, dưỡng trần hung ác đã đoan quá nhiều. Chúng sanh ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng ngài muốn xử tiêu cho rồi. Minh Dương khó đứng khôn ngồi, thảm thương lệ thư mắt hồi giang trung. Trước đền mắt ngọc lụy rừng, quỷ yêu bà tánh biết chừng nào nguôi. Làm sao cho dạ được vui, cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần. Lời khuyên xưa cũng một lần, nay mượn xác trần xuống bút ra cơ. Khôn ngoan nghe nói ngẩn ngơ, ngủ si thì tưởng như thơ biết đời.
Ở đâu cũng Phật cũng trời, tâm thành chí nguyện xem đời khó chi. Văn thù Bồ Tát từ bi, chèo thuyền Bát Nhã cứu thì trần gian. Gió đưa lướt sông bờm loan, rước người tu niệm xuê sang phỉ tình. Ai mà ta dạy chẳng dình, nửa sau đừng trách mắt tình yêu đương. Bạn môn tài phép nào tường, kêu trời dẫm đất cũng thì già răng. Nói cho bốn đạo liệu toan, chớ theo tá đạo mà tan xác hồn. Nó làm nhiều phép nhiều môn, bùa mê thuốc lú mê hồn chúng sanh. Thành binh sai đầu cũng rành, nếu tinh thời mắt tan tành về sao. Bây giờ bất luận người nào, không dùng của thế sắc màu cũng không. Nói cho bốn đạo rõ lòng, ấy là chân chánh mới hồng vinh giang. Địa tiên tài phép đa đoan, phi đao bộ kiếm mê mang mắt trần. Phật truyền thâu hết phép thần, cứu an ba tánh một lần nạn nguy. Phiên bình bốn phía tư gì, kể sao cho xiết chuyện ni sau này. Lớp thì ác thú dày đầy, lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi. Kẻ hung chừng đó làm mồi, cho bầy ác thú đền bồi tội xưa. Bây giờ con mãi lọc lừa, chẳng lo kiếm chỗ đục mưa sau này. Hiền lành chừng đó sung dày, quân thần công lạc mấy ngày vui chơi. Đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem ngọc đế giữa trời đình phân. Thiên hoàng cũng mở các lăng, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn. Mười cửa xem thấy ghê hồn, cho chẳng coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trừng trị kẻ lòng tà gian.
lòng chớ có sờn, ráng tu thì được xem đờn trên mây. Người hung chết đắc chặt thay, nhìn xem bất thảm ngại rài cho dân. Mấy người còn được xác thân thì là đại ngọc các lăng mới kề. Bây giờ kẻ nhúng người trề, chê ta rằng dại rằng khờ cũng cam. Dương trần bỏ bớt tánh tham, đừng chơi cờ bạc đừng làm ác gian. Để sao coi hồi coi hàng, coi tiếng coi Phật mới ngoan bớ trần. Đêm đàn đi thỏa chớ gần, để sao xem thấy non tầng xôn xao. Tuy nghèo dùng đỡ cháo rau, bệnh lòng niệm Phật thì sao thanh nhàn. Đừng quen thôi cũ làm càng, trộm gà cấp dịch sớm làng ghét dơ. Khi xưa ta cũng làm thơ, mà đời chẳng hà làm ngơ ít nhìn. Dạy cho trần thế phỉ tình, đàn tiếng cõi tục văn minh hai đường. Bây giờ hát bộ là thường, để sao Phật hát tỏ tường cho xem. Cải lương tuồng ấy cũ mềm, tốn tiền buồn ngủ lại thèm đồ ăn. Nhảy lui nhảy tới lăng xăng, làm tuồng mèo má thêm nhăn cho đời. Hạ ngoan lòng dạ đổi dời, bây giờ khổ não đến đời là đây. Ráng nghe lời dạy của thầy, để chừng đến việc kiếm thầy khó ra. Tây phương thầy lại quá xa, nên ta mới nói cạn lời dân nghe. Đừng ham lên ngựa xuống xe, ăn xài phí của lụa the làm gì. Xuống trần ta dạy cố lì, cốt cho trần thế nghe thì mới thôi. Ngày nay xe lết xe lôi, đúng lời truyền xăm của hồi đời lê. Là năm rồng rắn ngựa dê,
chúng sanh thế giới hề thay phơi. Trạng trình truyền sắm mấy lời, ngày nay dân chúng dạy thời gian tri. Hiện nhân bổn phận tu mi, hãy mau thức tỉnh kiếm thì quyền cơ. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, chúng sanh còn đợi còn chờ chuyện chi. Trên trời xuất hiện tử di, quang minh sáng suốt vậy thì dân ôi. Thương dân khó đứng khôn ngồi, xót xa giả ngọc bồi hồi tâm trung. Gió giông thì cội cây rung, phương xa có giặc thung dung đằng nào. Trời Tây chúng nó hùng hào, đem lòng gây gỗ máu đào mới tu. Cầu trời cho chúng qua chuông, thế gian yên lặng hát tuồng khải ca. Tây phương tuy ở cõi xa, thành tâm thì có Phật mà đau lai. Ước mong dân khỏi nạn tai, dắt diệu tiên cảnh bồng lai nhiều người. Xem chẳng khó nổi vui cười, lo giàu lo lợi chẳng rồi bớ dân. Mẹ cha là kẻ trọng ân, dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già. Dưỡng linh đơm hoài mới là, có chi cũng nấy vậy mà dân ôi. Ta là thân phận làm tôi, phải đền phải đáp cho rồi mới hay. Mặc ai tranh luận đấu tài, khuyên dân nên hãy miệt mài chữ tu. Giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn. Học rồi mối đạo làm con, luận xem học mới mấy giòn đời này. Văn minh sửa mặt sửa mai, áo quần láng mướt ngại rài ăn chơi. Dọn xem hình dốc lạ lời, ra đường ăn nói những lời nguyệt qua. Trong tâm nhớ những điều ta, lời ăn tiếng nói thiệt là hoa lanh. Xưng là đầu trẻ
tuổi sanh, chẳng trao hiền đức học hành làm chi. Khôn ngoan thời những chuyện gì cũng là lừa dối, vậy thì dân quê người xưa nó lại khinh chê, ông cha ủ bài ủ mê hơn mình. Tự do trai gái kết tình, với lo trao sữa cho mình đẹp tươi. Gái trai đến tuổi đôi mươi, chẳng kiên cha mẹ nói cười lạ lời. So hình sửa sắc chiều mới, đặng làm những chuyện trái đời vô liêm. Cớ sao chê cổ trồng kim, phụ cha phạn chúa lỗi niềm tội con. Thấy đời trăng hạ thon vôn, ai nuôi cho lớn mà còn khinh khi. Ông cha thuở trước ngủ si, mà ngay mà thật hơn thì đời nay. Học hay lợi dụng tiền tài, lên quan xuống quyền ăn xài lã lê. Gặp ai đôi rách cười chê, miệng kia hễ mở chửi thề gian răng. Chẳng lo rèn trí lập thân, để làm xảo trá khổ thân sao. Giáo viên các sở các thầy, khuyên mau tính ngộ tập dày lòng nhân. Giúp đời đừng đợi trả ơn, miễn tròn bốn phận hay hơn bạc vàng. Đánh liều ta cũng nói càng, cứu dân bất luận giàu sang khó nghèo. Vinh hoa như thể bọt bèo, hiền lương bất luận khó nghèo cũng xin. Nhắc năm gia tỉnh triều Minh, nàng kiều dị hiếu bán mình chuộc cha. Ông cha thuở trước ngủ si, mà ngay mà thật hơn thì đời. Học hay lợi dụng tiền tài, lên quan xuống quyền ăn xài lã lê. Gặp ai đôi rách cười chê, miệng kia hễ mở chửi thề gian răng.
chẳng lo rèn trí lập thân, để làm sao trả khổ thân sau này. Giáo viên các sở các thầy, khuyến mau tính ngộ tập dày lòng nhân, giúp đời đừng đợi trả ơn, miễn tròn bốn phận hay hơn bạc vàng. Đánh liều ta cũng nói càng, cứu dân bất luận giàu sang khó nghèo. Vinh hoa như thể bọt bèo, hiện lương bất luận khó nghèo cùng sinh. Nhắc qua gia tỉnh Triều Minh, nàng kiều dị hiếu bán mình chuộc cha. Tuy là lưu lạc bốn ba, đến khi mãn hạn bạn xưa cùng nhìn. Ghét ưa ta cũng mặc tình, nghiệm kiếm suy cổ biện minh lẽ nào. Ba gia kẻ thấp người cao, hiện thằng hiếu nghĩa ráng trao cho rồi. Giáng này chỉ các điều tội, khuyên dân hãy ráng mà ngồi mà suy. Thân ta chẳng tiếc chi, miệng cho ba tánh nạn gì cũng qua. Luận xem những việc xấu xa, chúng sanh tưởng Phật thì là hài côi. Tháng ngày như thế đưa thôi, nguyện cầu thế giới bất ngồi chiến tranh. Ngồi buồn dân gặp chiếu manh, ta cho ba tánh bức tranh vô hình. Ai ai cũng ráng xét mình, nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài. Càng lời mà ý còn dài, hiến cho trần hạ một bài ngụ ngôn. Tới đây ta giả làng thôn, Ngọc Thanh lùi gót Phi Bôn Nam Kỳ. Hiện thần sách sử nêu ghi, miễu son tạc để tu mi trung thần. Thôi thôi cảnh khổ hậu gần, ta khuyên dân chúng ăn cần nhìn xem. Ra đời dạy dỗ anh em, xem qua ít bằng ráng đem vào lòng. Người tu như thể bá tòng, ai ai cũng quý cũng trông cũng nhìn.
Sửa trao là phận của mình, xưa nay lời lẽ sự kinh rõ ràng. Chừng nào ta gặp hớn hoàng, chúng sanh mới hết phàn nàn số căn. Mạnh tông xưa cũng khóc măng, đất khô nay mục rõ lòng hiếu nhi. Mặc ai nhạo báng khinh khi, phần ta nệm chữ từ bi độ đời. Muốn xem được Phật được trời thì là phải ráng nghe lời dạy rằng ba gia cùng các chư tăng, việc tu không đợi hương đăng làm gì. Đời cùng tu gấp kịp thì, đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời. Nửa sao đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy nó thời không tin. Tới đây cũng dứt giảng kinh, nếu ai biết sửa tâm linh mới màu. Nam mô lòng sở nguyện cầu, chúc cho ba tánh muôn sầu tiêu tan. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu Phật Tổ, Phật Thầy, Quang Thượng Đẳng Đại Thần, chư Quang Cụ Thần, chư vị Sơn Thần, chư vị năm non bảy núi, phổ độ bá tánh vạn dân, tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly. Nam mô A Di Đà Phật.